Cửa hàng em Thành Đồ Cổ, Đồ Châu Âu. Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với phim buổi trưa ngày hôm nay. Phim buổi trưa ngày hôm nay, cửa hàng em Thành xin lên cho các bác rất nhiều cái mẫu sản phẩm đẹp và chất lượng. Thì đầu video em xin giới thiệu qua một chút thông tin bên cửa hàng em. Cửa hàng em có địa chỉ là 244 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Và số điện thoại là 2 số 0367 386 796 và 0963 476 369. Và bên em chỉ bán một kênh duy nhất, đó là kênh Thành Đồ Cổ Clock các bác nhé. Các bác chú ý ạ. Vâng, thì phiên ngày hôm nay bên em lại về rất nhiều cái mẫu sản phẩm thùng bè, thùng dài rất là đẹp và chất lượng. Thì ngày hôm qua thì Hà Nội có bão nhưng mà bên em vẫn phải tranh thủ lên cho bác một cái video. Thì hiện tại thì cũng ngớt mưa nên là bên em cũng sang để bóc hàng để kịp lên cho bác một cái video buổi trưa các bạn. Video này thì nên hơi muộn một chút tại vì Hà Nội giờ đang mưa rất to các bạn ạ. Vâng, đầu tiên thì em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ Verdet thôi nhá, một chiếc đồng hồ Verdet đây. Một chiếc đồng hồ Verdet, thùng khá đẹp các bạn. Bên trên là hai chùm nho các bác, hai cái chùm nho được người ta đục kênh bông các bác, đục kênh bông. Phía dưới là kính mo cong. Dưới đây là kính tráng thủy vàng các nhá, kính tráng thủy vàng, gỗ là gỗ sồi vàng các nhá. Ở giữa đây các bác nhìn này, vân gỗ sồi này, nhìn rất là đẹp luôn. Rất là xuất sắc các bác. Cái đặc biệt con này là chiếc đồng hồ ngắt chuông tự động các bác nhá. Một chiếc đồng hồ ngắt chuông tự động. Con này khá là đẹp, khá là xuất sắc. Em sẽ con này thì về hơi vênh, em sẽ nắn lại các bác. Đấy, mặt là mặt hai nền các bác nhá. Mặt hai nền, viền là viền chrome. Chế độ có chế độ ngắt chuông tự động. Ở đây là chế độ ngắt bật chuông cả ngày. Đây là chế độ ngắt chuông đêm thôi nhá. Còn đây là chế độ ngắt chuông, tự ngắt chuông cả ngày các bác, ngắt chuông cả ngày. Thùng nó cũng ghi này này. Các bác này. Hướng dẫn thôi nhá. Những cái thông tin đây. Giấy tờ thì vẫn còn đầy đủ các bác nhá. Giấy tờ vẫn còn đầy đủ, vẫn còn những cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng đây các bác. Của nhà hãng. Đấy. Rất là đầy đủ cho các bác. Đây, thương hiệu Verdet. Chắc đây là khả năng là giấy bảo hành các bạn. Đây, chữ gì cái tây em không hiểu này. Quả lắc đây bác nhá. Quả lắc đẹp. Ốc chống tường người Tây này các bạn này, vẫn đóng gói đầy đủ cho các bác này. Ốc riếc không thiếu một con nào các bạn. Máy khá đẹp, em sẽ nhấc lên thử chuông quá. Vâng, mời các bác nghe chuông chiếc đồng hồ Verdet này. Khá là ngân đấy các bác. Ok, nằm xuống. Sẽ cho nằm xuống và mở máy các bác xem. Hàng ít mở hơi chặt các bạn. Đây các bác nhá. Máy móc đây các bác này. Máy móc vàng ươm thôi nhá, đẹp xuất sắc này.
vẫn thanh, những cái thanh cần vẫn còn xanh nét này không này, ốc át này không này, chưa một vết vặn mở luôn. Đặc biệt con này còn chạy bằng nhíp nó so này không này, chạy nhíp nó so này không này, lực của bánh cực mạnh luôn, các bác vừa nghe rồi, cái độ rung nó thì rất là cao. Côn này bạn nhá, côn xanh nét. Đây, chơi hai bộ máy này, còn thêm một bộ máy ở đây nữa. Đấy, để nó tự động ngắt chuông. Mặt các bạn nào có nhu cầu thay thì bên liên hệ cho bên em nhé. Sẽ lấy mặt còn khác đẹp hơn thay cho các bác. Kích thước 55 nhân 45, 55 nhân 45. Qua quarter alo em nhé, một con ngắt chuông. Cái dòng này rất là hiếm, thỉnh thoảng trong một cái lô khoảng hơn 20-30 con thì mới có một ra một con vế đen này anh nhé, rất là khó luôn. Dành cho các bác nào kiểu lười muốn ngắt chuông, muốn ngừa lười kéo dây, hoặc là dành cho các cụ ấy, các cụ đêm ấy các bác, thì dành mua cho các cụ về chơi hơn nữa các bạn. Bật chế độ ngắt chuông cứ khoảng 9 giờ tối thì nó sẽ ngắt, cho đến 7 giờ sáng nó sẽ bật lại các bạn, rất tiện lợi luôn. Tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ Zuza bác nhá, một chiếc đồng hồ Zuza thùng 2 bông. Đấy, hai bên là hai cái trái Macca, kính dưới là kính trắng thủy trắng. Mặt trên là mặt bát giác của nhá, gỗ là gỗ sồi già. Mặt đây các bác, mặt thì con này thì xuất sắc rồi, mặt hai nền trong trắng bạc, ngoài màu mỡ gà, viền là viền chrome. Quả lắc thì xuất sắc. Con này thì vẫn còn một chút cái giấy tờ đây. Đây các bác nhá. Ok, nhấc lên test chung các bác. Con này con Zuza thì âm nó cực hay rồi. Đây các bác này, máy các bác nhá, máy này xuất sắc này. Ok, côn đây, côn xanh nét các bác nhá. Kích thước 56 x 39 các bác nhá, 56 x 39. Con này con mã số 2, con này giao lưu cho các bác 3,5 triệu nhá. 3,5 triệu một chiếc đồng Zuza âm hay đấy các bác. Không ở đâu có đâu các bạn. Rất là hiếm, chỉ giá rẻ chỉ có bên cửa hàng Âm Thành thôi. Giá cực tốt luôn đấy. Vâng. Tiếp theo em xin lên cho các bác chiếc đồng hồ Odo ba nhá, chiếc đồng hồ Odo. Thùng con này khá đẹp, thùng to. Thùng này nắp được máy 10 các bác này, thùng này nắp được máy 10. Hai bên là hai trái Macca, thùng hai bông, phía dưới là phía kính tráng thủy mài. Đấy, dòng đặc trưng của Odo là kiểu dáng mài của này này các bác này, có một ổ giữa và kính rào nó cũng như vậy. Các bác nhá, kính rào Odo hay thiết kế, rất hay thiết kế kiểu dáng như thế này các bạn.
mặt bát răng nằm nhé, mặt bát răng nằm, con này có tay nắm cửa. Đây các bác này, tay nắm cửa đây. Các tay nắm cửa này các bác về, các bác lấy Sika các bác đánh đi là bóng này các bác này. Đánh đi là rất là đẹp luôn. Bộ đồ thiết kế cả cái gươm côn luôn này các bác này. Rất tiện lợi. Quả lắc đây các bác nhá. Ok, nhấc máy thử chuông các bác. Mặt con này xuất sắc rồi, không phải bàn rồi các bạn. Mặt đẹp leng keng các bạn. Make in phanh đây. Chuông rất là hay, chưa bể mồ căn chỉnh đâu các bác, mới về luôn. Đây máy móc của nó đây các bác nhá. Móc rất là đẹp các bác, Odo 30 các bác. Chuyện chám đây các bác. Made in phanh 30 đây, Odo 30 các bác nhá. Côn là chơi 6 thanh côn đồng nhá. 6 thanh côn đồng. Thước 58 x 44 thôi nhá, 58 x 44. Mã số 3, con này giao lưu cho các bác 7,5 triệu thôi nhá. 7,5 triệu trên đồng hồ Odo 30, thùng to như thế này các bác, thùng to mà đẹp như thế này. Quá là rẻ các bác. Tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ để bàn này. Con này khá là xuất sắc đấy các bạn này. Con này khá là đẹp. Em sẽ để qua đây cho sáng cho bác nhìn nó dễ. Con này thì nhìn thiết kế như một chiếc cúp các bác nhá. Một chiếc cúp. Như một chiếc quân cúp các bác. Chiếc cúp của giải bóng đá World Cup, giải bóng đá thế giới đấy các bác. Khá đẹp. Con này thì kiểu dáng con này là hợp chất các nhá, hợp chất các bạn. Hợp chất đấy các bạn. Không biết là hợp chất gì các bạn. Nhưng nhìn sơ qua con này không phải là đồng các bạn. Hợp chất các bạn nhá. Hợp chất, hai bên là hai cái tai cúp đây các bác, hai cái tai cúp phía trên đây. Ở giữa đây có một cái bông hoa này các bạn. Một bông hoa. Nó là bông hoa cúc các bạn. Đây, ở dưới đây là một bông hoa các bạn nhá. Một bông hoa rất là đẹp. Ở bên này cũng vậy. Dưới đây là những cái chiếc lá đây các bác. Chiếc lá rất là bắt mắt quá, nhìn rất đặc sắc các bạn. Phía này rất nhiều họa tiết hoa lá tây ở chiếc đồng hồ này các bác nhá. Rất nhiều họa tiết hoa lá tây luôn.
đẹp xuất sắc quá. Mặt đây coi nhá. Mặt cũng vậy các bác, mặt cũng vậy, mặt không biết là hợp chất gì các bác. Mà rất là đẹp các bác, mặt thiết kế rất là đẹp. Mình hơi khó tháo quá. Đây. Chơi chung chén lắm nhá. Chẳng nắp các bạn. Khả năng là xem này. Máy này máy Zabi các bạn nhá. Máy Zabi của Pháp các bạn, máy Zabi của Pháp chơi chung chén. 3 phút điểm chuông một lần các bác. Dưới những cái họa tiết hoa này các bác này. À con này gọi là bút ký của tác giả này con này. Dòng cao cấp đấy các bác, dòng hoàng gia mình có hai bút ký như này. Hoàng gia của Pháp rồi. Cái dòng này chắc kiểu dáng dòng hoàng gia đấy các bác. Máy Zabi của Pháp rồi có bút ký. Rất là hiếm đấy các bác, hàng siêu tầm đấy các bác, đo kích thước các bác. Kích thước 39 nhân 21 các bác nhá. 39 nhân 21. Đây con mã số 4 các bác nhá. Giá ly cho bác 4,8 triệu. 4,8 triệu một chiếc đồng hồ. Đẹp như này các bác, xuất sắc. Tiếp theo là ngày hôm nay lên cho bác một chiếc đồng hồ MS này các bác này. Một chiếc đồng hồ MS. Khá đẹp đấy các bác. Con này thì khá là hoàn hảo. Kính dưới kính mai quy, kính trên kính phẳng các bác nhá. Đây, gỗ là gỗ sồi vàng. Mặt đây các bác, mặt con này xuất sắc luôn. Mặt đẹp xuất sắc. Quả lắc đây các bác. Quả lắc bằng cấn các bác. Sẽ mở máy các bác xem. Đây các bác nhá, máy đẹp xuất sắc này. Máy hoàn hảo luôn. Côn đây các bác nhá. Chơi với 10 thanh côn thép này. Xanh, dài, đẹp quá. Con này khá là hoàn hảo. Kích thước 71 nhân 34. Này mã số 5 này giao lưu cho bác 6,4 triệu các nhá. 6,4 triệu chứ đồng hồ MS đấy các bác, giá cực tốt luôn. Vâng, tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ Verdes coi nhá. Một chiếc đồng hồ Verdes 42 máy mặt nằm coi nhá, máy 42 mặt nằm. Dòng này cực kỳ hiếm các bác. Thùng này nó thùng nắp lượng máy 10 của VDS các nhá. Thùng nắp lượng máy 10 của VDS. Bên trên này hoa này. Rất nhiều họa tiết hoa bao quanh chiếc thùng đúng không? Rất là đẹp, phía đuôi cũng vậy. Kính là kính hình kim cương, mặt trên là mặt bát giác lằm. Có tay nắm cửa đầy đủ đây các bác, có tay nắm cửa đầy đủ. Quả lắc đây. Ốc áp đầy đủ các nhá. Mặt con này xuất sắc. Đây các bác nhìn. Mặt đẹp xuất sắc luôn các bác. Không có điểm chê luôn. Máy móc vàng ươm thôi nhá.
đời tem trắng máy 42, côn xanh dài các bác nhá, chơi củ côn nòng máng, dòng củ côn hay của thương hiệu Verdes đây các bạn. Kích thước 72 các bác nhá, 72 x 35. Đây là mã số 6, con này giao lưu cho các bác 4,8 triệu các bác nhá. 4,8 triệu một chiếc đồng hồ Verdes mặt bát giác các bạn. Rất là khó kiếm luôn. Đấy, thùng thiếc là cực kỳ chắc chắn các bạn, thùng gỗ sồi già đấy, các bác nhìn nghe chưa. Ok, tiếp theo em xin lên các bác một chiếc đồng hồ cũng thuộc dòng hoàng gia các bác nhé, cũng thuộc dòng hoàng gia ở Pháp các bạn. Đây là một chiếc đồng hồ LFS các bác nhé, một chiếc đồng hồ LFS, dòng nó thuộc cái dòng hoàng gia, như cái dòng Zabi các bác, cái dòng Zabi của Pháp đấy. Hai bên là hai câu đối chùm nho các nhá, hai bên là hai câu chủ đối chùm nho đây. Phía giữa đây là kính trắng, tráng kính rào các nhá, kính rào gỗ này, họa tiết người ta thiết kế này rất là đẹp đấy. Kính còn được người ta mài vát các cạnh các nhá, đây, rào gỗ này các bác nhìn chưa, rất tinh xảo luôn các bác. Phía đuôi đây, mặt to bác nhá, mặt con này nó phải là mặt 22 các bác, mặt 22. Đây, mặt 20 các bác. 21 rưỡi. Mặt 21 các bác nhá, mặt 21. Kính trên là kính mo cong các nhá, kính trên là kính mo cong. Quả lắc đây, quả lắc đồng mắt cua các bác nhá, quả lắc đồng mắt cua. Khóa đây, khóa rất là đẹp, khóa zin đấy các bác. Mặt cũng rất đẹp các bác nhá. Mặt có những cái đồng họa tiết người ta thiết kế các bác ấy, xong người ta mạ vàng này các bác này, nhìn rất là đẹp, rất tinh tế. Ok. Đúng cái dòng hoàng gia Pháp khác đâu cũng thấy vàng các bác. Đây. Máy NFS các bác nhá. Côn đây, chơi với 8 thanh côn thép. Côn chéo các bác nhá, máy đẹp xuất sắc này các bác này. Đây con này, những cái thông số này triển lãm các bác, những cái thông số triển lãm của ấy này. À, có cần gạt, có cần chống mạch ngựa đây các bác, chơi quả lô đây các bác này, lời vết đây các bác, cái dòng hoàng gia ở Pháp đấy, dòng này cực kỳ khó luôn, khó kiếm luôn đấy các bác, cực kỳ khó kiếm. Sáu tư nhân 35 nhá, 64 x 35. Với tại sao hiếm ạ? Cái dòng này thì ở bên Pháp họ vẫn mua để trưng bày thôi nhá, rất ít khi gặp được những cái dòng LFS như thế này mà còn đẹp như thế này các bạn. Mã số 7, con này các bác nào quan tâm thì alo em nhé. Tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ Verdes 5 côn đi. Một con khá đẹp các bác, một con Verdes 5 côn khá đẹp. Đấy. Con này khá đẹp này các bác này. Bên dưới kính mai quy rào. Em xin lỗi, kính mai quy mài tráng thủy các bác nhá. Mài tráng thủy. Con này thì cái đẹp của nó này, nó vẫn còn nguyên các bác nhá. Nguyên này con này. Nguyên cái lớp tráng thủy này các bạn. Chưa bị mập phai mờ một chút nào luôn các bác. Kính trên kính mo cong các bác nhá, kính trên kính mo cong. Gỗ là gỗ sồi dài. Mặt con này mặt đẹp xuất sắc các bác nhá. Mặt đẹp xuất sắc này các bác này. Mặt hai nền này các bác, mặt hai nền. Quả lắc đây. Quả cót đầy đủ. Con này chơi bính bong các bác ạ. Em hơi nhầm, con này chơi bính bong. Đây, Verdes bính bong.
hiếm đấy các bác, dành cho bác nào thích sưu tầm này các bác này, dành cho bác nào thích sưu tầm dòng hiếm đấy các bác. VDS bính bom đấy, các bác nào quan tâm thì thể alo em sẽ gửi chuông cho. Bính bom các bác. Hai nó có bính bom các bác. Về đi. 52 61 á. 61 mà. 61 các bạn. 61 nhân 38. Thôi nhá. Con này con mã số 8 này giao lưu cho bác 2,9 triệu. Một chiếc đồng hồ VD bình bom. Vâng, tiếp theo em xin lên cho bác một con VD mặt số vàng hồng. Đây rồi, siêu phẩm tiếp theo ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ VD mặt vàng hồng kiểu dáng thùng và thùng bom B đó nhá, thùng bom B. Còn thiết kế theo kiểu dáng hai chiếc cột khải hoàn môn hai bên này các bác này. Đấy. Phía trên đây là hai thanh nẹp đồng cũng vàng hồng đó nhá, cũng vàng hồng này các bác này, nhìn rất là đẹp. Đấy, đi cùng bộ luôn. Kính dưới kính tráng thủy hai màu đó nhá, trong ngoài bạc trong vàng. Đấy, màu gỗ này. Con này các bác mang đi spa nó nổi cái vân gỗ lên thì nó còn đẹp nữa các bạn. Nó còn xuất sắc nữa, các bác cứ thử một lần chơi đi các bác. Thử một lần chơi các bác mang đi spa những cái con mà nó vân nó đẹp như thế này. Mang đi spa nó lên nó nổi thì nó xuất sắc luôn. Con này đặc biệt cái mặt nó vẫn còn xuất sắc quá nhá. Mặt xuất sắc, chưa có một vết gì luôn. Đấy, mặt số nổi vàng hồng, chân cài. Đấy, mặt quay chảo. Quả lắc vàng hồng. Đấy. Ok. Đây nhá, con này chơi với 8 cái côn thép này các bạn này. Máy đây. Máy đẹp xuất sắc quá nhá. Logo thương hiệu VDS, máy 37. Quá là hoàn hảo. Con này thì nó hơi kít dầu. Khi các bác alo em sẽ nhờ anh thợ kỹ thuật nhà em sẽ chỉnh chuông để gửi cho các bác chuông các bác nhá. 60 x 45. Con này thì giá cực tốt thôi. Con này mã số 9 nhá. Con này con mã số 9. Con này có nào quan tâm thì alo em. Ngoài giá thì bên em nhập khá là cao đấy các bác. Nhưng mà bên em vẫn phải nhập về vì nó quá đẹp các bạn, nó quá đẹp. Cho dành cho các bác nào chơi sâu các bác, chơi kỹ. Các bác mang đi spa nữa thì nó còn xuất sắc nữa các bác. Vâng, tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ Kenzer. Kenzer mặt số lỗi các bác nhá. Kenzer mặt số lỗi, mặt quay chảo. Phía dưới là kính hình chiếc khiên các bác nhá, cái được mài ghép 6 mảnh. Đây là những cái thanh nẹp chrome. Mặt đây các bác nhá. Mặt con này vẫn còn khá đẹp các bạn, mặt số lỗi các bác, số lỗi chrome. Quả lắc chrome đây. Mở máy các bác xem. Đây nhá, chơi của côn thương hiệu Kenzer đây. Chơi với 7 thanh côn thép và 1 thanh côn đồng bạch. Máy vàng ươm các bạn. Máy đẹp xuất sắc. Có logo thương hiệu Kenzer đây. 46. Ok. Các bác nào thích chơi mặt số lỗi các bác chơi con này cũng được này. Giá này rất tốt này. 6 triệu 3 đây các bạn. 6 triệu 3 bác sở hữu một chiếc đồng hồ Kenzer mặt số lỗi rồi. Kích thước 71 x 34 các bạn nhé. Mã số 10, con này giao lưu bác 6,3 triệu. Giá rất tốt luôn. Ok, tiếp theo lệ lên cho bác một chiếc đồng VDS thùng lúa mì nữa nhá. Thùng lúa mì.
mi. Con này thì khá đẹp. Hai bên là hai cái bông lúa mì các nhá, hai bông lúa mì to. Kính trên kính mo cong, kính dưới kính tráng thủy vàng. Thùng kiểu dáng thùng cuốn thư các nhá, thùng cuốn thư, thùng cánh gập hay là gọi cũng gọi là thùng cánh gập. Còn các bác thích chơi một đôi như thế này các bác cũng có thể liên hệ cho em các bác nhá. Đấy, các bác thích chơi một đôi lúa mì như thế này và thích đi sờ ba để cho nó sang cái màu đẹp hơn thì cũng được các bác ạ. Thì cũng xuất sắc. Các bác có thể liên hệ nhá. Nếu bác thích chơi một đôi cũng có, một đôi lúa mì này bên em cũng có. Đây, mặt số khá đẹp các bác, mặt xanh ngọc trong trắng bạc, ngoài là màu xanh ngọc, viền chrome. Quả lắc chrome hai nòng các bác nhá. Côn xanh nét các bác. Mặt máy đẹp xuất sắc các bác nhá, máy 37, logo thương hiệu Verdes, số seri, ốc áp chưa biết mở luôn các bác. Búa biếc này, chưa có mòn tí nào luôn các bác, con này hàng là hàng tồn kho các bác. Kích thước 55 x 50 thôi nhá. Này có mã số 11. Con này thì các bạn nào quan tâm thì alo em. Rất là đẹp luôn. Chiếc đồng hồ Verdes thùng lúa mì các bác, một trong cái dùng thùng cực kỳ hiếm đấy. Ok, tiếp theo em sẽ lên cho bác một chiếc đồng hồ phông thôi nhá, siêu cho bác một chiếc đồng hồ phông Tudor. Con này giới thiệu qua thôi, kính rào là kính rào 3 mảnh các bác nhá, được người ta mài. Kính trên kính phẳng, gỗ là gỗ sồi vàng, mặt đẹp các bác nhá, mặt đẹp. Chơi với 8 côn 8 búa, máy phông Tudor. Chiếc máy bác xem máy. Đây các bác nhá, máy đây. Ok. Con này sale cho bác 2,6 triệu. Trước 73 x 31. Nhá, quá là rẻ quá. Đây, cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ Verdes thùng hai bông nhá. Chiếc đồng hồ Verdes thùng hai bông, 8 côn 8 búa bác, gỗ sồi vàng. Con này thiết kế đây khá đẹp. Mặt bên trong đây, mặt chữ nhật cho nhá. Quả lắc chrome. Đây, giấy tờ đây các bạn này. Này hình như cùng với một chủ vừa lấy hay sao ấy? Em thấy vừa lấy có cái tờ y hệt tờ vàng như này, như cùng một chủ hay sao các bạn. Đây mặt đây nhá, mặt tương đối đẹp, có đôi vết chấm chấm bi ở đây thôi các bác, không đáng kể các bạn. Các bác thích mặt bát giác thì em sẽ lắp cho các bác. Đấy. Ok, côn này các bạn nhá, côn xanh nét, chơi 8 côn 8 búa, máy vàng ươm các bạn, máy đẹp xuất sắc luôn. Trước 55 nhân 41. Con này giao lưu cho bác 3,9 triệu bác nhá. 3,9 triệu chiếc đồng hồ Verdes 8 côn 8 búa thùng đẹp như thế này các bạn. Máy móc cứ gọi là vàng ươm. Em giới thiệu cho các bác này, cho bác nào dành, cho bác nào mà mua thùng này các bác này. Mua thùng các bác nhá, bên em bán thùng tặng máy. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ Zizot các bác nhá, một chiếc đồng hồ Zizot, máy như hợp kim trắng các bác nhá, thùng 4 bông. Kính dưới là kính mài hình mai mực. Đấy. Dành cho bác nào nhà có con Odo 36 thùng xấu, các bác mua về các bác lắp. Đấy.
Con này thì các bác nào mua thùng thì alo em nhé các bác nhé. Con này mua thùng thì alo em. Con này là máy hợp kim trắng các bác ạ. Đo qua trước các bác. Kích thước 66x42 các bác nhé, 66x42. Các bác nào thích mua thùng thì alo em sẽ báo giá cho các bác. Thùng rất là đẹp đấy các bác, thùng 4 bông đấy. Alo em. Thùng đẹp đấy các bác, thùng 4 bông. Vâng, tiếp theo giao lưu cho bác một chiếc đồng hồ 2 tạ đây. 2 tạ bính bong các bác nhá. 2 tạ bính bong khá là đẹp, khá là dị đây. Mặt tròn. Mặt mo các bác nhá, mặt mo. Đây tạ ở đây. Tạ ở đây. Đo cho bác xỉn mặt bao nhiêu. 26. Mặt 26 bác nhá, mặt 26. Phía dưới đây có cái để tạo điểm nhấn cho quả lắc, khi quả lắc lắc đi lắc lại vào này. Nhìn rất là đẹp các bác, nhìn rất là xuất sắc. Gỗ sồi già các bác nhá, gỗ sồi già. Máy móc đây. Đây các bác nhá, máy đẹp xuất sắc, bính bong. Cái dòng bính bong này thì nó vừa đẹp vừa hiếm, máy của Đức. Kích thước 60 rồi nhá. 60x26. 60x26. Con này giao như cho bác 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu chiếc đồng hồ bính bong các bạn ạ. Vâng, sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay giao lưu cho bác một chiếc đồng hồ cũng bính bong các bác nhá. Bính bong, con này thì khá đẹp. Đấy, cho dành mặt con này khá đẹp này, mặt hình màu xám này, mặt màu xám này. Họa tiết bên trên xám này, hai bên là những cái đường chấm bi đây. Những cái chấm bi rất là đẹp này, kim họa tiết xích xám các bác nhá, lắc xám. Khả năng là tạ nó cũng xám đấy các bác. Con này rất nhiều cái đường chấm này. Nhìn rất đẹp, gỗ sồi già. Đo kích thước cho các bác. 76 các nhá. 76x28. Con này chơi bính bong các nhá, chơi bính bong. Đây các bác, chơi bính bong. 30 phút điểm chuông một lần, con này thì đằng sau đang bắn vít rồi các bác. Gỗ sồi già. Con này giao lưu cho các bác cũng 2,5 triệu các nhá. Vâng, và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Thì giờ em xin chào và gặp lại các bác.